Ok, chả là anh em vẫn cứ tag tiếp tục lại làm mình nha. Vâng, chứ không video anh em có nhu cầu gì thông tin nào cứ như thế nha anh em, ghi cho mình dưới phần comment hoặc là trong mô tả rồi không giờ mình đếp tin nhắn anh em cũng ở trong mô tả nha. Ok, và rồi vẫn ghi như tôi đề anh em mà. Ok, đợi mình chứ. Here we go, ok, lên cờ đỏ đen anh em ơi, xong rồi lên cờ đập thẻ nha, vẫn cứ dấu án như cũ. Vâng, đây là kèo cứng anh em Hoàng Phong. Vâng, người anh em đang là chợ gọi là gần 300 tuổi anh em, 27 tuổi 7, quá đã luôn. Ok, sao đâu người anh em rất nhiều, để mình như ok, và rồi 3 hit 12 đầu tiên anh em, cầu mong một cái gì đó gọi là sư phẩm, đường hàm cho anh em coi. Ok, và vẫn cứ thế thôi nào, lửa lên đây, đó. Khó khăn, đợi mình nha. Ok anh em, 3 hit 12 đó chỉ là demo cho gói 23 này nha. Ok, hy vọng 23 sẽ mang về may mắn cho chúng ta nào. Vẫn cứ dấu án như cũ là thứ thượng xương anh em. Ok, dớt lộn lo lo phải vậy. Hello hả? Tiếng Anh LB tiếng Anh, hello Chelsea. Hey, gói 23 anh em. Giá bao nhiêu đây? 3.6. Nó phải đây. Quá ok nè, quá được cái gì đó gọi là nha, quá hợp lý nè em ơi. 3.6 quá đã luôn. Ok, cứ Chelsea là bên tiếng Anh khá là đậm đó mình em ơi, thế lực full chương 53 quá đã luôn, cũng có tóc có thứ quá xịn xò. Ok, chiến nè em ơi, lời nó chưa từng nói lời anh em, không biết lời không cho anh em đánh giá mình thua nó đại anh em ơi. Ok, rồi hết trong 24 cảm ơn một cái đường lửa nữa em mà xong rồi hay qua hit 125 gì đến em quên luôn rồi. Ôi hay không có lửa nữa, lửa là vui, lửa là cảm xúc của anh em, mặc kệ có xịn lên sò hay không. Lửa đi có ăn hay sao 125 thôi anh em, tốc độ luôn nha, hôm nay ngắn gọn tốc độ xúc tích nha anh em, cho anh em còn một cách được có xem clip một cách thật là nhanh gọn nha. Và siêu phẩm cũng hiện lên thật là nhanh anh em, mà chúng ta mà chần chừ thì siêu phẩm nó lại biến mất đi anh em. Ok, qua hit 125 năm hit không chui mà anh em lấy 3 hit này chui đúng không, cuộc sống luôn là gì, thứ gì đó vai ò đối với mình, nhưng mà luôn đem về điều đó sao, lòng này quá tao lo xe thế còn một phát đức vai ổi xin mời đức trời ơi, cái là bỏ hiểu luôn chứ đâu anh em, lỗ nặng luôn á anh em, mà vái 125 mua 4 tượng máy ra khứa này là một tội mốt là đúng đi luôn đại mình. Chuyển thời đời đang mơ, hy vọng có lửa nữa nha. Trong 25 thấy nó lỗ quá anh em, chứ không mà đú quá, hầm CT gì hết hy vọng luôn anh em, hầm CT thấy đù đù sao á. Ôi chiến, hầm CT còn ngon kìa. Ok, nhắm mắt. Rồi TP rồi. Quá chán luôn anh em, ok là mình. Ok, hit 26 anh em ơi. Còn có sản phẩm thôi anh em, mà nếu mà ra 18 tuổi hoặc 15 tuổi thì chúng ta còn chơi được hết nữa nha, còn 12 thì chúng ta chuyển về gối trăm hai mấy anh em, quên bà rồi. Ok, hy vọng thôi. À, 15 ok để mình em còn hy vọng nha. Ok trả lời anh em ơi, giao căn solo anh em, mà hy vọng cứa này sẽ mang sự ổn cho chúng ta. Ok, con này 15 tuổi chẳng anh em ơi, hy vọng gia gọi là 18 tuổi thì cho nên chưa được hit nữa nha. Cầu mong thôi anh em ơi, hoặc là đường lửa, lửa si không? Lửa phải xịn chứ đường si. 12 tỷ thì chắc chúng ta khó suy nghĩ anh em ơi. Lửa đi. 12 thiệt anh em, đời quá rồi, để đâu qua đú cái đời mình. Here we go, trở lại anh em, trong một khoảng thời gian mình gọi là mình đi tích góp TV thì cũng mua được coi 126 nữa anh em ơi, mình bán hết tất cả mọi thứ hồi nãy là mở đường anh em. Ok, sorry người anh em biết nhiều điều đó nha. Anh mày cay cú quá nè, phải dứt dứt quyết phải chinh phục cái đường hầm 126 này anh mới chịu được. Ôi. Đừng có ra 12 tuổi nha. Cay lắm rồi anh em à. Đừng lửa đi. Kim đời thật sự. Cảm ơn. Ok, trở lại anh em, trước khi lên kèo đập thẻ anh em thì mà làm vài kèo cho con hạt màu mà luôn anh em ơi, làm vài kèo demo cho anh em luôn nha. Ok, đập Dallas 5 anh em ơi, đập full hàng thủ lên 5 cái đi anh em, giờ làm biến mua miếng cầu thủ thay đổi cái mới của anh em ơi, nói chung là vậy, nói chung là giờ mình chơi tạm thời vậy anh em ơi. Bây giờ thay tới thay luôn rồi, chán đời quá anh em, thật nản anh em ơi. Ok, nhức cái đầu luôn anh em ơi. Ok, xíu nha. Ok, nói chung là lúc so đi mồi cho Dallas đây. Và đập phone mình cũng đã chuẩn bị anh em ơi. Ok, để mình sắp cho đẹp đẽ cái nha. Ok anh em, vâng là phôi để thế này. Bây giờ UBR gọi là 121 về đập thẻ, nói chung là phôi cũng nhẹ nhàng anh em ơi, không gọi là cao lắm nha. Chuyến anh em, thường thôi đi mồi mà anh em.
bồi cũng phải là màu nha anh em, mày tâm huyết mà anh em, đập nó hồi hộp lắm anh em mà. Ok, trời đèn nhịp sáng anh em ơi, nhịp sáng mình nhảy lên 5 thì hấp nặng luôn anh em à. Nhưng mà điều đó không thể nào anh em ơi, còn 4 thôi, vãi rồi, giờ mà đập ra lốt thì lại đi xa anh em. Ok, chắc không đủ phôi, đập nút so anh em ơi, ok, chuyển đa lốt luôn nha. Ok, giọng thôi anh em ơi. Lên đi, demo cho anh em, giọng cộng 5 lên thật một cách thật là bẻ anh em à. Đi go đa lốt, chuyển nha anh em. Ồ, phôi xấu nha anh em, ok, đi ai. 3 4 và đi Diego Dallo. Bữa đập Diego mới nhảy 4 anh em mà hồi tối luôn. Nhảy 4 và đập 5 anh cô luôn. Trời ơi. Trời ơi, anh em mua game đòi với anh em. Trời mà nó phôi xấu mà em. Cây thế, ok đập anh. Here we go, trở lại anh em, ok lên kèo anh em quơ thôi nha anh em. Vâng, kèo của mình khá là đi xa anh em ơi, lên đúng kèo lúc so lên, Dallas xịt. Quái ở đời luôn, bây giờ đập Dallas trước bà anh em ơi, chán. Mình quá sai lầm điều đó, ok đây là kèo của anh em Thế Bảo, anh em kèo của năm đấy nha. Vâng, rồi đó là theo anh em đất cộng 5, 1 bet open cup. Chuyển luôn anh em à. Hôm nay nó nhiều bất hay nha. Ok, mấy support là người anh em nói là để ôm đúng không, cho nên chúng ta không nên gắn vào, nên gắn vào người anh em là sốt sao bây giờ đời anh em à. Ok, 319 rồi, chắc chắn là như thế anh em ơi. Ok, người này ôm ba be này. Ôm quá nhiều thứ nha. Ok, chuyển thôi anh em ơi, nó nhiều bất hay. Ok, rồi để trong 18 đầu tiên chứ. Phương thức mình luôn như thế anh em à. Ok, lụm luôn anh em ơi, hay giờ con năm ngày hôm nay sẽ không đen. Chưa gió thấy kèo đi rồi đó nha anh em, kèo của mình đi chứ quá đen luôn. 2 3 4 5 phun gạch đi. Hồi liệu không phun được lên. Trời ơi, sáng này lẽ nó nữa ta. Nó nữa luôn anh em ơi, chịu luôn anh em à. Hiểu luôn nha, sao đi người anh em quải rồi. Here we go, trở lại anh em tiếp tục thôi anh em. Vâng, đây là kèo của người anh em Hữu Thắng. Vâng, và người anh em được kèo đó là Patrick Ferreira cộng 5 anh em ơi. Vâng, hình em khá nét gần ngàn tổ anh em, quá ok luôn. Vậy thật sự anh em hôm nay mà đọc con 5 nó sao anh em, nó đi quá đi luôn. Ok, giờ kèo con 5 thứ 3 này sẽ là một cách thật là đẹp đẽ và gọn ghẻ anh em ơi. Chứ nãy giờ buồn lắm rồi đó nha. Ok, này không có nhịp luôn anh em, chơi không nhịp cho người anh em luôn, người anh em để như thế nào thì mình chơi như thế đấy anh em ơi, không nên gọi là thay đổi ý định đó. Ôi, rồi phải ăn ngay anh em à. mình nghi quá anh em ơi, mình cảm giác mình bây giờ có linh cảm giác xấu về nó anh em à. Sao tao này đập thẻ đù đù sao ta. Ok, 1 2 ba chín ba ra. Có khi chúng ta đi ra dầu xong luôn anh em ơi, mình thấy nhịp sáng là mình nghi lắm luôn rồi, hiểu luôn anh em, kỳ thiệt sự luôn anh em ơi, quái rồi vậy ta, mình thua không biết nói gì nữa luôn anh em ơi, mình chịu đấy. Ok, sau đây người anh em đâu anh tiếp tục thế nào anh em ơi, lên kèo cộng 6 nha anh em, sợ kẹt năm quá trời luôn anh em ơi, là có năm khó kìa anh em, quá thật sự luôn. Giờ tiền nản quá ta. Ok, chiến anh em ơi, thẻ đù rồi, chịu luôn anh em. Có ngày thì quá ok, có ngày thì đù quá đù luôn anh em ơi. Con là đi, chịu đợi mình sẽ xếp vôi. Ok, vôi thế này anh em, full vạch nha. Ok, 5 đi dòng 6 lên anh em mà, quả hồi 5 đi cách dễ dàng luôn anh em, không nghĩ có thể xảy ra như thế anh em, ba còn liên tiếp. Chịu đòi rồi, thua. Ok, chiến anh em, nó nhiều lời lú nữa, mất hay. Bây giờ đã đen rồi anh em ơi, cho anh em bây giờ không còn sợ gì nữa. Chiến nha, mất hết tất cả này. 1 2 3 4 5 6 mình không tin hôm nay không lên được kiểu nào đấy anh em à. Quái hồ luôn, cây đấy. Ờ, có khi nằm đi 6 lên chứ anh em đợi biệt lắm anh em. Chiều xa. Sao kỳ thế, đặt con năm khó kìa anh em. Mình ám ảnh kìa con năm thật sự luôn anh em ơi. Mình chịu, mình không còn từ nào để nói về con năm nữa rồi. Không sao mà đập dễ vai. Ồ, một con năm á kìa anh em. Thua luôn rồi anh em ơi. Ok, đây là củ vô lưới cộng 6 cho người anh em tấm khen. Quá dễ dàng luôn. Quái thật sự luôn anh em. Ok, đợi mình tiếp anh em, kèo cộng 5 cuối nha anh em. Here we go, trở lại anh em, tiếp tục kèo cộng 5 nữa nha. Vâng, đây là kèo của người anh em Quốc Anh. Vâng, và đó là rút Bellingham cộng 5 Utoti 23 anh em ơi, giống với quả Kevin De Bruyne hôm qua. Nhưng mà Kevin De Bruyne hôm qua lên một cách thật đẹp đẽ anh em. Hy vọng Bellingham này sẽ lên tiếng một cách cũng thật là đẹp đẽ anh em mà. Vâng, hình người anh em cũng mới ra 1372 tuổi anh em, quá xịn luôn. Hình Real Madrid của người anh em. Ok, có quả Rodrigo Benz UCL anh em ơi, xem dị số qua nhẹ nhẹ cái nha. Ok, nói chung là cũng thường đó anh em ơi. Ok,
Mình sợ con năm quá nhưng mà rén luôn. Nhưng mà là con năm mình rén vãi rồi, rén luôn em. Ok, mong cái nó sẽ đẹp cho anh em coi nào. Trời ơi, luôn cái này mình chết phôi. Ok, giờ mình để phôi giống bị trang ngựa anh em nha. Hy vọng nó sẽ hợp lý anh em mà. Và rồi mà chắc mình phải đổi cái năm nhịp nó đi quá. Ok, mình cũng nên thay đổi hai quỹ ba đập được không ta? Không nên do dự anh em, phải giúp khác mới được. Hãy lựa chọn đi. Hãy lựa chọn đi, hai quỹ ba đập nha anh em. Ok, quyết định rồi. Chiến nha, do dự đi. Một, hai, và đây là Ruth Berlin Lam. Cậu bé ơi, kẹt con năm của cậu bé lên đi. Chứ cậu năm mà nãy giờ đi không đó cậu bé. À, vãi hồ luôn anh em. Mình chen cùng năm. Ok, trả lời anh em. Vâng, hình kèo cùng 7 anh em ơi. Còn năm chán lắm rồi anh em ơi. Ok, đây là kèo cứng anh em Trường Long. Ok, đó là kèo Zidane cộng 7 anh em. Và Pháp kèo 3FV mà có Euro anh em. Phải rồi, chán thật. Ok, Pháp với anh nó đã bịp rồi. Giờ kèo năm nó còn bịp hơn anh em à. Mình khổ thật sự. Mình khổ gì năm. Mình ám ảnh thì mình đọc năm rén luôn anh em. Sợ luôn. Ám ảnh tưởng luôn đó anh. Thật sự mình cay ghê luôn em, giờ mình còn cay á anh em à. Một kèo nó cho là một kèo xịt không nói gì nhưng mà quá nhiều kèo xịt công năm nó liên tiếp luôn anh em à. Quá một ngày nó sao ấy anh em. Ok, nhưng mà 6 lên nha anh em. Giờ 7 lên nó ảo rồi chứ. Ok, có khi là vậy đó anh em. Chiến nha. 1 2 3 4 5 6. Có khi là như thế đấy anh em. 7 này quái hồ game biệt quá mà. Nhưng 7 giờ sáng này chắc cũng đi theo con năm rồi. Ok, hôm nay quá tồi em ơi. Gì đâu quá mà khổ thật sự chán luôn anh em. Giờ hết mới nói gì nữa rồi. Nhưng mà giờ không phải nói anh em. Cay quá mà ức luôn anh em. Cay mà ức luôn, tức luôn anh em. Quá tức. Ok, giọng cao bán này sẽ mang được gói gì đó. Euro xịn xò cho người anh em. Quả lắc quá anh em. Đâu mình đã đen còn lắc nữa. Cay ghê luôn anh em. Đã đen còn lắc nữa. Quay quá trời quay luôn anh em. Ngồi đợi đã đòi luôn á. Mình muốn chơi thề luôn anh em. Thôi anh em ơi, phải kìm nén là kìm nén cơn tức giận lại anh em ơi. Ok, cầu mong quá này sẽ có gì đó qua là thôi anh em à. Chứ giờ đen quá, không muốn làm gì nữa anh em ơi. Sorry người anh em, sorry tất cả anh em ơi. Ngày hôm nay bế đi nha anh em. Quá chán ngàn anh em, và nó quá bỏ tan ngày hôm nay rồi. Hy vọng vì cái gói này thôi, hy vọng có lửa thôi. Nhưng mà điều đó chỉ gọi là 0.1% thôi anh em. Cho nên chúng ta không nên hy vọng vì nó nhiều. Ok, nhịp cuối chúng ta chiến nha. Xong qua sân khách thôi, nhìn sân khách nó cuốn giỏi lần mới gì đó. Ok, bị con gì con năm đây. Phải rồi, hiểu luôn em ơi, chán luôn em ơi, tội mốt luôn, đang mập luôn, hửi, hửi quá hửi. Đâu anh. Ok, trả lời nha anh em, nhận xong anh thấy khoảng thời gian còn nó lắc quả rồi lắc luôn anh em ơi, thì cũng đã trả lời, quả rồi chán thật. Ok, đây là kèo đầu tiên sân khách, kèo của người anh em Huy Khánh, kèo 6 anh em mà. Phải ghi rằng hôm nay tất cả những thứ đang đuổi ùa đến cùng một lúc anh em mà mình thua luôn. Mình chán, mình cạn lời, mình khô lời nói. Ok, và đội hình người anh em cũng khá là được anh em mà. Cùng 6 có thứ luôn, quá trời quá trời là cùng 6 luôn. Ok, với anh em của tội 6 nha. Mình có thế thôi, của tội dịch vụ quá nhiều lần anh em. 5, 6, 7 đi dịch vụ rồi, 8 thì chưa. Ok, trong 24, trong 26 và trong 25 anh em ơi. Bây giờ mình làm, bây giờ mình quay tốc độ anh em ơi. Mình muốn giải thoát ngày hôm nay. Giờ mình ngồi đây mình nói nữa, nó vẫn đen như thế rồi anh em ơi, mình cay thêm. Ok, chiến nha. Sorry tất cả anh em quý nhiều. 1 2 3 4 5 6. Hôm nay chưa có cụ rất là lên tiếng thôi anh em ơi. Ok, rồi đó là kèo cộng 6 nha. Rồi kèo này cũng đi nữa thôi. Ok, sorry ngồi anh em, tiếp tục để mình. Here we go, trở lại anh em kèo thứ 2 sân khách nha. Vâng, đây là kèo của người anh em Đức Toàn. Vâng, mọi người anh em đưa kèo chúng ta đó là CB với World Cup này còn 7 anh em ơi. Ok, đội hình người anh em chơi sơ đồ khá là ưng mắt nè anh em à. Chỉ như nhẹ nhàng luôn anh em ơi. Ok, phối thế này rồi. Cứ thế và chiến thôi anh em. Nhiều lại mắc hay nha. Tốc độ luôn đi. 1 2 3 4 5 6 đi luôn đi. Còn gì nữa đâu mà để khóc anh em mà. Chuyện gì nó xảy ra thì cũng đã thấy ra rồi anh em ơi. Cho nên là không rút lại được câu chuyện đó anh em mà. Nó lại đi nữa rồi. Nhưng mà đi 7 nha anh em. Sao?
tôi phải thuê. Còn năm đi phải ăn uống được cái gì đó, đúng không con anh em? Ok, 6-7 lên tiếng, năm đi xa, phải không con đây? Ok, đó là cửa CB bắt đầu cấp 7 anh em, cứ cá nén anh em. Cùng 7 luôn cái gì đó khá là khó khăn, nhưng mà nó bới lên được, quá tuyệt vời luôn. Nếu 8 thì sao anh em, thì hớp luôn chứ sao, nhưng mà khó khăn lắm anh em, cũng bắt cái gì đó mà anh em trở ngại lắm. Ok, vừa qua chỉ số người anh em đèn cái nha. Ui, không có tóc anh em, bà đú nha. Ok, 7, cùng 7 rồi là... Ui, được 3 chỉ số ẩn. Ok, đẹp tiếp kèo cuối nha. Here we go, kèo cuối cùng ngày hôm nay anh em ơi. Vâng, đây là kèo cuối anh em Di Quân. Người anh em đưa hai kèo lận anh em mà. Vâng, người đó là đội hình Real Madrid 2017 của người anh em. Đồ, khá là nét anh em mà. Ok, có Marcelo là cái thứ anh em. Vâng, người anh em đưa kèo đó là Bale 7 và Marcelo 6 anh em ơi. Ok, vì quên qua sương sương quả Marcelo mùa này anh em, một màu hồng nha anh em. Ok, một flash back nha, thứ bên sân nhà chúng ta như sân nhà chúng ta gọi là màu xanh, bên đây gọi là màu hồng anh em, màu khá là đẹp và khá ưng mắt. Ok, chiếc 54 y chang thôi anh em, y chang bên sân nhà chúng ta thôi. Ok, rồi chuyển luôn anh em, có nhiều là mất hay nha. Ok, đạo rồi cộng sư phẩm anh em mà vào phôi. Ok, để mình chết nha. Ok anh em, vâng rồi, Marcelo người em đưa phơi thế này. Vâng, và đá trị Marcelo nếu mà lên 6 là 18 triệu 2 nè. Ôi, tốc độ luôn. 1 2 chậm chạp thôi nè. 3 4 5 6 chậm lặng thôi. Nhịp sáng này. Ok, sorry người anh em, nó không như mong muốn, nhưng mà mở rộng cái rappel 7 sẽ lên tiếng cho người anh em nha. Ok, và rồi đậm lương nha. Và rồi phôi theo nghĩ là hai con cuối anh em mà. Như thế này chắc chắn rồi, bỏ con đà bao cho cái. Ok, nói chung là gần 4 vạch anh em ơi, một nhí nữa thôi là 4 vạch rồi. Ok, lên đi nào cho người anh em an tâm nè. Và cho an ủi cho người anh em nè. Và có thân thể gọi là chuột lỗi lại cho anh em quơ. Ok, đậm lương anh em mà. 2 3 4 5 6 đây là Rapale đập 70 lên lẻ. Ừ, bữa nghe báo đập đồ có lẽ nào nhiều sáng này mình hy vọng đó, mình hy vọng giá cao là sẽ lên đấy, nhưng mình thấy chính xác. Ok, anh em tin tưởng anh mày là đúng đắn rồi em ơi. Và đó là Garapale cộng 7 một thước transfer limited. Ok, tuy là khá thấp nhưng mà hàng limit luôn, cái gì đó khiến anh em khá là mê mẩn anh em ơi. Ok, và đó là cộng 7 anh em, quá nã luôn, quá sướng luôn em mà. Cộng 8 thì sao? Thì mê lắm chứ sao. Ok, chỉ số này chắc mi trang thôi anh em, mi trang sân nhà mình thôi. Ok, quá đúng luôn. Ok, trên đồng bàn thế là hơi đồ, quá đồ chứ hơi gì anh em. Ok, thật đáng tiếc khi mất solo không lên nha, nhưng bù đắp lại cho người anh em bay 7 chắc người anh em sướng lắm anh em ơi. Ôi, và đội hình đi ra mới đất 07 người anh em cũng được quá anh em, đừng đùa nha. Ok, bả Luka Modric tốt. Ok, anh 7 nó cho lòng bình thường thôi. Ok, nói chung là 3 anh em nhau cũng cảm ơn anh em đã xem clip ngày hôm nay. Và anh em có nhu cầu gì thông tin hiện cứ như thế nha anh em, chứ phần comment hoặc là trong phần mô tả. Và thời gian nhắn tin nhắn anh em cũng có trong phần mô tả. Ok, và sorry tất cả anh em quơ kèo con 5 ngày hôm nay bình bế đi nha. Và trong đó có mình nữa nha, 4 kèo con 5 đi liên tiếp. Còn để nói nên em cạn lời luôn thua. Nhưng mà bỏ đắp lại 6-7 đi anh em. 5 không chinh phục được nhưng mà 6-7 chinh phục được. Đời khó hiểu thật sự, game quá bịp anh em. Ok, bye anh em.